chào quý vị và các bạn. Trong video tiếp theo tại vườn cây cảnh nhà anh Ngô Mạnh Hiệp, Bát Tràng, Hà Nội, tôi sẽ ghi hình cho quý vị xem những tác phẩm ở dãy bên trái của lối vào sân cây cảnh của anh. Đây là một sân cây cảnh hoàn thiện. Và đây là một tác phẩm, một cây đề vô cùng đẹp, rất nghệ thuật, cây già cổ. Những người chơi bonsai là những người thổi hồn vào thiên nhiên, gửi gắm tình cảm của mình vào những tác phẩm. Về cây này thì có rất nhiều người ao ước muốn có nó. Thế nhưng để có được những tác phẩm như thế này mà tự tay làm ra thì không phải đơn giản. Đây là phần thân bệ của tác phẩm đề này. Rất tuyệt vời. Còn gì đẹp hơn? Một tác phẩm bonsai hiếm có, khó tìm. Đây là một trong những tác phẩm đề đếm trên đầu ngón tay. Không phải ai cũng có những tác phẩm như thế này. Rất đẹp. Thank you.
Vâng, tôi sẽ chuyển vào tác phẩm xanh bên trong này. Đây cũng là một tác phẩm xanh rất đẹp. Cây có thân hình nghệ thuật. Giữa cái nắng hè gay gắt oi ả, những tác phẩm bonsai vẫn vươn mình và khoe dáng, thêm vào đó là những tiếng ve gọi hè, tạo cho người xem một cái vẻ gì đó rất hoài cổ. Và với bên trong này cũng là một tác phẩm xanh, một cây xanh Nam Điền. Hãy subscribe.
tác phẩm rất đẹp. Vâng, với bên trong này cũng là một tác phẩm xanh. Đây là một cây xanh quê. Và đây là tổng quan cái hình của cái tác phẩm này. Trời rất nắng. Và tôi sẽ chuyển sang cái cây đa, một cây đa lông. Chơi đa thì cũng rất ít người chơi. Để có một tác phẩm đa đẹp cũng rất công phu và mất nhiều thời gian. Những lá đa đã được thu nhỏ, tay bông dăm rất dày. Và đây mới là mặt chính của cái tác phẩm này. Dạ. Chào anh nhá. Vâng, rất đẹp. Tôi xin dừng video clip tại đây. Quý vị hãy đăng ký để theo dõi những video mới nhất.
Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.